Orthodontist hoạt động trên 17 năm với nhiều bác sĩ chuyên khoa về nướu răng, giải phẫu răng khôn. Các bác sĩ tận tâm, nhiều kinh nghiệm sẽ giúp quý vị chữa trị các chứng bệnh về nướu răng, chảy máu răng, hôi miệng mà không mất nhiều thời gian và tiền bạc. Nhân dịp khai trương chi nhánh thứ 12 trên Bel Air, góc Sinod gần chợ Mỹ Hoa, quý vị muốn tẩy trắng răng chỉ 120 Mỹ Kim một người. Đi 2 người tổng cộng chỉ còn 160 Mỹ Kim. Trẻ em vừa khám răng, chụp X-ray, clean răng, 4 siêu lên tổng cộng chỉ có 100 Mỹ Kim một em. Chúng tôi có thuốc đặc trị hôi miệng Breath RX chỉ có 35 Mỹ Kim một bộ, mua 2 bộ được giảm chỉ còn 50 Mỹ Kim. Chúng tôi có quà tặng cho 500 khách đầu tiên, xin gọi 281-530-5050.